Chào mừng các con đến với bài giảng môn Tin học lớp 5 tuần 12 với chủ đề 3 Thiết kế bài trình chiếu, bài 1 Những gì em đã biết, tiết 1, sách giáo khoa trang 60. Yêu cầu cần đạt: Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu, biết vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế một bài trình chiếu đơn giản. Để đạt được những yêu cầu này, chúng ta sẽ trải qua các hoạt động chính. Trước tiên, chúng ta đến với phần A lớn, hoạt động thực hành. Chúng ta đến với bài số 1. Em hãy đọc sách giáo khoa trang 60, kết hợp sử dụng máy tính trả lời các câu hỏi sau. A. À, để khởi động phần mềm trình chiếu, em thao tác như thế nào? B. Các thao tác gõ chữ tiếng Việt trong soạn nội dung trang trình chiếu có khác gì so với các thao tác khi soạn thảo văn bản không? C. Để chèn hình tranh ảnh vào trang trình chiếu, em thao tác như thế nào? Chúng mình cùng xem đáp án nhé. Câu A: Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm trình chiếu PowerPoint trên màn hình nền. Câu B: Đáp án là các thao tác gõ chữ tiếng Việt trong soạn nội dung trang trình chiếu và các thao tác soạn thảo văn bản không có gì khác biệt. Câu C. Đáp án 1. Chèn hình, nháy chọn thẻ Insert rồi chọn nút lệnh xếp nháy chọn vào hình cần chèn. 2. Chèn tranh ảnh, nháy chọn thẻ Insert, chọn Picture, chọn tranh ảnh cần chèn, nháy nút Insert. Tiếp theo chúng ta đến với bài số 2, tạo bài trình chiếu với chủ đề quê hương em. Ở bài này, chúng ta cần dự kiến nội dung cần giới thiệu về quê hương em. Với câu hỏi gợi ý như sau: Em hãy cho biết quê hương em ở phường, quận, thành phố nào? Quê em có những đặc điểm gì nổi bật như di tích lịch sử, điểm du lịch, làng nghề truyền thống, đặc sản, vân vân tiếp theo chúng ta cần phải dự kiến số trang trình chiếu và bài trình chiếu cần tuân thủ các yêu cầu sau phong chữ cho các trang trình chiếu màu phong chữ màu nền của trang phải rõ ràng và đẹp mắt cần phải có tiêu đề của bài trình chiếu nội dung trang như đã gợi ý ở phần a Em cần chèn hình, tranh ảnh phù hợp để minh họa nội dung của một vài trang mà em cho là cần thiết. Tạo hiệu ứng hợp lý, tiêu đề chuyển động trước, sau đó xuất hiện nội dung sau. Trang cuối cùng là trang kết luận và lời cảm ơn người theo dõi. Đối với bài này, các con sẽ có 15 phút để các con thực hành. Các con đã làm xong hết rồi phải không nào? Cô tin rằng các con đã thực hành đúng theo yêu cầu của đề bài rồi. Sau tiết học này, các con sưu tầm tài liệu, hãy tìm những thông tin và hình ảnh phù hợp với bài trình chiếu mà các con vừa soạn trên internet, sau đó lưu vào thư mục riêng của mình để chuẩn bị cho bài làm tiết sau nhé. Sau tiết học ngày hôm nay, các em cần ghi nhớ mở phần mềm trình chiếu, soạn văn bản trên trang trình chiếu tìm kiếm thông tin từ internet